product is that you can put it like this, or you can put it. So that will be two appearance in only one case. Yes. And to open, you just press here, then you lift it on. Yeah. There you go. The case is up to 10 fans inside. You can put up to 10 fans inside. Chào các bạn, những cái thương hiệu làm những cái loại linh kiện máy tính giá rẻ các bạn thường thấy ở tại Việt Nam, chẳng hạn như là Sigmatech vân vân, thì chắc chắn là các bạn đã biết rồi đúng không? Tuy nhiên hiện nay mình vừa khám phá được một cái branding ở tại Computex mang tên là GameBS. Họ có rất là nhiều những cái linh kiện chất lượng rất là tốt, tuy nhiên là giá thành thì cực kỳ cạnh tranh luôn. Nên là ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số những cái mẫu mã sản phẩm mà thấy nó thú vị, để biết đâu là sắp đến các bạn có nhu cầu tìm kiếm những loại sản phẩm như trên thì cũng có thêm một cái sự lựa chọn luôn. Đây là cái case mình thấy rất là ấn tượng, mang tên là Neso P1, Neso B1B. Đây họ sẽ có 4 cái màu ha, màu đen, màu trắng, màu đỏ và màu trắng pha màu đen. Nhưng mà mình thấy là cái màu đẹp nhất nó vẫn là màu đen. Cái tính năng của cái con case này nó hay ở chỗ, thứ nhất là các bạn thấy nó đang nằm, nhưng mà nó cũng hoàn toàn có thể đang đứng, giống như cái case bên này nè. Đây, đây là khi mà nó đứng lên ha. Và cái thứ hai là khi mà cái case này nó đang nằm như thế này, hoặc là khi nó đứng, nó sẽ có một cái nút bấm được nhấn vào, có thể lấy ra như thế này. Đấy. Và các bạn có thể lấy ra như thế này. Thì các bạn sẽ thấy được tất linh kiện bên trong ha, nó rất là rộng rãi. Và có một cái rất hay của chính cái bộ máy này đó chính là các bạn có thể lắp vào trong đó tới tận là 10 cái fan. Các bạn sẽ có được 3 cái fan ở đây, 3 cái fan bên này, cái fan hút đầu. Và các bạn thấy không, đặc biệt là ở ngay mặt trước nè, cái phần này nó rất là rộng nha. Các bạn lắp được tới là 3 cái fan 140, không phải là fan 120 luôn. Nên là khi các bạn muốn tháo lắp thì các bạn sẽ có một cái không gian rất là rộng rãi. Và cái case này bên phía GameBS họ có chia sẻ là các bạn có thể lắp lên tới tất cả những con như là 4080, 4090 vẫn rất là thoải mái. Thì cái case này sẽ giúp cho các bạn có một cái không gian rất là rộng rãi ha, để các bạn có thể lắp đặt những cái linh kiện của đây. Và khi mở cái size đứng ha, cái chiều đứng thì các bạn có thể bấm cái nút, thấy chưa, nó sẽ bật ra. Rồi các bạn có thể lấy ra đó. Thì nó như này đây, họ đang cố ý lắp một con 4090 nè, các bạn thấy không? Đây là một con 4090 nha, nó còn có thêm rất là nhiều cho cái không gian để cái luồng gió nó lưu thông ha. Và các bạn có thể tháo được cái nóc case này ra để mà vệ sinh luôn nè. Đây chỗ này nè. Đấy. Các bạn thấy không? Thì các bạn có những cái cọ đó, các bạn cứ quét bụi ha, các bạn cứ thao tác ở trên này đó, rất là thoải mái. Và cái case rất là rộng luôn. Sản phẩm rất sắp đến. Sản phẩm này nó nên xuất hiện ở tại Việt Nam, anh em mình sẽ có thêm nhiều cái sự lựa chọn và những cái case máy tính rộng rãi. Còn cái con case này là con Neso B2, nó giống như con B1 bên kia nhưng mà nó nhỏ hơn, nó vẫn đầy đủ công năng nha. Là các bạn có thể tối đa pha bên cái hướng này cho có thể gia tăng, nó rất là thoải mái ha, nó vẫn lắp được 3 pha 1. Và kèm thêm là cái con này nó vẫn nút bấm đây đó, ở hai bên như vậy ha, rất là thoải mái để các bạn có thể thao tác. Việc các bạn muốn tháo RAM, gắn RAM hay là muốn tháo này tháo kia thì cái case này nó vẫn có một cái công năng giống như vậy. Mình thì mình thích là cái phiên bản này hơn nè, cái phiên bản kia hình như là nó hơi bự. Với lại là cái con này á, cái hay á là cái phần ngay chỗ này nè thì nó sẽ không có bị ngắt quãng như cái con này, các bạn nhìn lại đi, nó sẽ bị ngắt quãng ngay chỗ này, thấy không? Nhưng mà con bên này thì nó clean hơn, nó dễ để chúng ta nhìn thấy những cái đồ bên trong hơn. Và nút bấm với lại cổng USB cũng đặt ngay phía dưới đấy, cho nên khi các bạn muốn thao tác này kia thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Thì case mà mình thấy là GameBS họ đang làm, thấy cái thiết kế này nó nên là một cái thiết kế được xuất hiện rộng rãi hơn để nhiều người dùng có thêm nhiều cái sự lựa chọn ngoài những cái cây truyền thống bình thường rất là chán. Con này cũng hay nè các bạn, đây là P1 B1. Thì cái hay nhất của nó đầu tiên là ở cái front, để mình quay cho các bạn đây. Cái front panel của họ sẽ không phải cái kiểu mà giật ra. Số anh em mà thao tác ở nhà mà các bạn hơi rén cái kiểu này, mình biết các bạn sẽ rất là sợ là giật ra thì nó bị hư cái front panel sao, hoặc là nó bị hư hết mấy cái khớp hoặc là cái nhựa thì sao, đúng không? Thì các bạn có thể dặn những cái con ốc này đây. Đây. Tháo 4 con ốc ra. Rất là dễ. Rồi làm sao? Đấy. Đấy. Đúng không? Các bạn tháo được cái miếng cover mặt trước ra liền, để các bạn có thể sửa fan hoặc là các bạn có thể tháo fan rồi đổi fan này kia, nó cũng dễ hơn. Và cái con này nó cũng có thể lắp được một lúc là 3 fan 140 nha. Nên là khi các bạn lắp rồi nè, thấy không? Nó vẫn còn dư dưới này đó, nên là không có vấn đề gì hết. Rồi mình lắp này vô, để lấy thì mình lắp này lại.
Thêm một cái cũng rất hay là con này nó có thêm cái led gầm nha anh em. Đây, có một cái led gầm ở ngay dưới này các bạn. Và các bạn có thể thay đổi cái led nó thông qua cái nút bấm. Đây. Thì cái bàn này á, nó là một cái bàn mà cái texture nó hơi nhám nhám á. Nếu như các bạn nào mà có những cái bàn mà mặt kính á, giống như các bạn ở nhà mình nè, đó mình có một cái bàn đen mặt kính thì nó sẽ hắt những cái này lên rất là đẹp ha. Và kèm thêm á là cái con này các bạn nhìn ở bên hông nè. Các bạn sẽ có được một cái học để các bạn có thể giấu dây. Các bạn thấy cái chữ Gambias màu vàng ở trong không? Mình có hỏi họ là không biết tương lai họ có ra một cái version nào đấy mà cái phiên bản nào mà nó trơn không, hoặc là nó có thể màu sắc không, thì họ có chia sẻ là sắp đến. Nếu như sau này các bạn muốn thay đổi bên trong hoặc là các bạn muốn thay đổi hình dáng bên trong thì các bạn sau này sẽ làm dễ dàng. Mình thấy là cái cây Athena P1 này cũng khá là ok á. Cái phần học rộng ha, các bạn có thể đi dây, bố trí dây rất là dễ dàng. Con cây mình thấy là cái tính năng của nó khá đầy đủ, trong khi mức giá của nó thì rất là rẻ. Rồi chẳng hạn như con này là con August M4 nè, rồi Athena M6 Lite nè, rồi Athena M6 Lite mà phiên bản màu trắng nè. Và cái con này là cái con mà Gambias họ tự hào là bán rất chạy ở trên Amazon. Mình thấy cái con này rất đẹp nha. Nó sẽ phù hợp cho cái phân khúc mà PC khoảng 10 triệu, 12 triệu ở Việt Nam mình á. Đây là con Talos E3. Thì con này sẽ có hai phiên bản là trắng và đen ha. Cái hay của nó đầu tiên là nó sẽ đi sẵn với lại ba cái fan RGB. Các bạn sẽ có được tặng kèm ba cái fan RGB ở trong cái case. Cái case rất nhỏ, cái kính này họ làm, họ gia công cái kính này rất đẹp. Cái phần kính này cái độ chóa của nó rất là ít ha. Và các bạn sẽ thấy là cái kính này nó là một cái dạng kính đen mờ. Nên khi các bạn nhìn vô cái case á, mặc dù là cây giá rẻ nha, nhưng mà thật sự là cái nước sơn của nó và là cái kính nhìn rất là sang. Thì mình nghĩ là cái con này bên phía Taitech có thể cân nhắc về cái chuyện là nhập về bán nè. Mình thấy con này khá ok. Đấy, sản phẩm này ổn nè. Giới thiệu cho các bạn thêm một số những cái bộ fan nữa của Gambias nha. Và đây là một số những cái back fan mà nãy giờ các bạn đang thấy ở trong một số những cái case máy tính á, cũng xin được giới thiệu cho các bạn luôn ha. Đây là những cái fan mà bên phía Gambias họ làm. Mình thấy á, cái lợi thế lớn nhất của nó là nó có một cái hiệu suất làm mát rất là tốt. Đứng đây thôi mà cái gió nó thổi lạnh áo luôn mà. Thật sự rất là lạnh luôn ở đây nè. Rồi ok. Các bạn sẽ thấy là những cái fan này nó rất là giống như cái fan của Linley. Mình có nói chuyện với họ thì họ cũng nói là ok, họ lấy cảm hứng từ đấy. Và mình cũng có góp ý thêm một số những cái mà họ có thể cải tiến thêm cho cái fan của này nó ok hơn. Hiện tại xét về giá thì họ đang định bán một cái back fan như thế này nha. Đây. Một cái back fan này nó sẽ có giá là 79 đô la trong khi Linley đang bán là 99 đô la, tức là rẻ hơn 20 đô, đúng không? Và chúng ta sẽ có được cái gì ở đây? Đầu tiên á, ngoài cái chuyện hiệu suất cao ra thì ba cái fan này các bạn sẽ thấy là nó sẽ sync thông qua cái chuyện là các bạn gắn những cái fan lại với nhau. Thay vì như những cái fan của Linley á là các bạn sẽ trượt, đúng không? Các bạn trượt nó ra thì cái này các bạn sẽ dính lại ha. Thì nó sẽ giúp cho các bạn có thể kết nối dễ hơn, đó là cái đầu tiên. Và cái thứ hai á, ở trên cái fan này nó rất là hay nè các bạn. Chẳng hạn như là ở trong một số những cái case thì các bạn đang lắp ở ba cái fan mặt trước đúng không? Và hai cái fan mặt hông ha. Mà với một cái hướng quạt bình thường như vậy thì có phải là anh em mình sẽ phải đẩy cái gió ra không? Các bạn tưởng tượng được đúng không? Mà nếu như các bạn muốn nó đúng chiều gió thì các bạn sẽ phải lật cái mặt sau ra, thì cái này nó rất là xấu, nó sẽ lộ dây điện này kia. Thì cái cách họ làm á là họ làm như vậy nè. Không. Các bạn tháo được cái fan ra. Để làm chi? Để ở trong cái back fan này á, họ sẽ bán kèm cho các bạn một cái fan đảo chiều gió. Đây. Thì bây giờ các bạn sẽ lắp cái fan đảo chiều gió vào trong này. Đấy. Thì các bạn sẽ không cần cái chuyện là các bạn phải lật cái mặt đít ra nữa. Nó rất là đẹp luôn. Thì đây là một cái giải pháp rất là hay. Và họ có chia sẻ là với cái back fan 79 đồng các bạn đã có sẵn những cái fan thay thế ở trong cái back fan này luôn. Quá đỉnh đúng không? Nên là anh em mình mà muốn lắp theo kiểu là, tại vì hiện nay mình thấy là có nhiều bạn lắp theo kiểu front side á, tức là các bạn lắp ở bên hông rồi các bạn lắp ở đằng trước nữa. Thì như mình cái case ở trong nhà mình đang bị cái tình trạng là mình muốn nó đẹp, thành ra là mình đã phải đẩy gió ra ngoài. Thì nên là cái gió nó vừa đi vào đúng không, nó bị triệt tiêu mất tiêu, nó lại dòng ngược ở bên kia, thì nên là nó sẽ không có hay. Thì chính cái fan này nó sẽ giúp cho chúng ta có thể lấy, và chúng ta sẽ có hai cái luồng gió cả đằng trước và cả bên hông. Rất là hay, một cái giải pháp tuyệt vời. Và trên cái back fan này các bạn vẫn có được cái kính vô cực ha. Đây, ở trên này y chang như cái fan Linley luôn, đúng là pháp sư Trung Hoa mà. Thì đây, ở đây thì các bạn có thể thấy là cái phần fan này nó có sẽ có cái phần đằng ở trên nó hơi dày chút xíu. Mình cũng có góp ý là họ nên làm vác nó mỏng lại hơn để nó nhìn đều hơn. Như ở đây các bạn sẽ thấy là nó không có được cân đối lắm ha. Mình thấy là cái này có thể được cải tiến nè, nhưng mà thật sự là về phần gió họ đang làm rất là tốt. Thì đây là một cái back fan rất là ok. Mình nghĩ là sắp đến nếu như mà họ có thể khắc phục được thêm một số những cái tình trạng á, thì hoàn toàn có thể bán ở Việt Nam và bán rất chạy luôn. Đây là một cái xu hướng fan sắp đến mà các bạn sẽ thấy về những cái fan tại Việt Nam. Và Gambias họ cũng có luôn cả tản nhiệt khí nè, có luôn cả tản nhiệt nước nè. Và con tản nhiệt khí này muốn nói thêm chút xíu, con này cực đỉnh luôn. Con này theo như báo cáo là công suất của nó lên tới tận là 270W TDP.
là các bạn kéo tới cả những con CPU Core i9 vẫn rất thoải mái luôn. Và con này thật sự là cái phần hệ thống làm mát của nó, bên phía Gambias họ có nói là họ đã bán ra trên thị trường hiện nay được khoảng hơn tháng, và bất cứ khách hàng nào của họ khi mà sử dụng cái con tản này cũng đều rất là hài lòng và khả năng làm mát. Không biết là xin cái test thì họ có cho không nữa. Ok, thì đó là cái video muốn chia sẻ với các bạn về chính cái gian hàng Gambias tại sự kiện Computex 2023. Các bạn muốn làm thêm về những cái gian hàng nào đó khác, các bạn có thể comment lại ở phía bên dưới ha, mình sẽ cố gắng làm sớm nhất có thể. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, đừng quên để lại một like nha. We'll be right back.